Anh tạo nên ở mùa giải năm nay càng lúc càng trở nên ấn tượng hơn, vì đây đã là bàn thắng thứ tư chỉ riêng trong chuyến thi đấu này của chân sút người Pháp, và đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Zigu lập được cú đúp. Tất cả đều diễn ra rất đơn giản nhưng nó thể hiện được rõ đẳng cấp của pháo thủ. Đối mặt với những cầu thủ có trình độ rất cao như của Arsenal, một sai sót